Chào các bạn, tôi tên Sư Diện, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm cái bài tập số 65 cho cái dự án cao ốc văn phòng quận 2. Thì trước khi vào bài tập số 65, mình cũng xem lại cái bài tập số 64. Thì mình đã làm cái thống kê vật liệu sàn nha các bạn. Thống kê vật liệu sàn có nghĩa là mình bóc tách ra các cái khối lượng lát sàn, như cái nào nó thuộc về sàn. Ví dụ là gạch nè, gạch 800-800 hay gạch 300-300 hay gạch 100-100 gì vân vân, hoặc là đá hoa cương, cái nào thuộc về sàn thì nó sẽ được gọi ra. Đây là cái thống kê lát sàn thì mình được gọi gọi ra là bởi thế nào các bạn? Mình filter ở đây cái vật liệu đây nè, tại tôi đổi tên nó rồi, nhưng nó là material name nha các bạn. Thì để làm được nó thì mình sẽ filter ở đây, tại cái lớp filter nè, ngay đây nè, mình filter name nó ra ha, và mình chọn cái nào nên để mà nên không gì đó vân vân. Thì cái video bước mà mình đã nói rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm tới cái phần mà gọi là tường rồi, sàn rồi. Bây giờ mình tới tường, có nghĩa là bây giờ mình sẽ làm một cái video nói về mình bóc cái khối lượng của cái gạch ốp tường các bạn, gạch ốp tường ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài số 65, thống kê vật liệu ốp tường. Thì để bắt đầu làm một cái thống kê vật liệu ốp tường thì vật liệu ốp tường là một thành phần của tường nhé các bạn. Có nghĩa là nó cái gì thuộc về tường thì nó sẽ được gọi là cái vật liệu tường. Ví dụ như gạch ốp tường nè, rồi đá hoa cương ốp tường, hay là gạch tường xây, gạch xây, vân vân. Như vậy bây giờ mình sẽ về cái mặt bằng cũng như thường lệ, bây giờ mình sẽ kiểm tra các cái cấu tạo đó nó có đúng đúng với lại cái thai của nó hay không, để mình kiểm tra nó cho nó đúng. Mình sẽ làm thứ tự thì mình phải về và cái mặt bằng tường xây các bạn. Tôi sẽ về cái mặt bằng tường xây trệt đi ha. Để kiểm tra nó thì như thường lệ thì mình sẽ vẽ một cái floor các bạn, một cái floor đây, wall, một cái wall chứ là một cái tường. Thì bây giờ tôi vẽ đại nó một cái tường nào đó, bất kỳ ha, tôi vẽ đại một cái tường đây. Tôi đứng ở dưới trệt, tôi vẽ lên tới tầng tầng mặt bằng lộ lửng ha. Rồi bây giờ tôi ra 3D mình xem cái tường của mình, cái tường gì. Thì ở đây cái tường của mình bây giờ mình vẽ đại thì nó nhằm vào cái, nó gọi là cái tường ở đây, mình bấm nó vô đây các bạn, gõ tab để mình bấm nó vô đó. Thì các bạn thấy ở đây là mình có mấy cái loại tường này, màu xanh mạ non ha. Vào đây đi, mình thêm cho nó dễ các bạn. Thì các bạn sổ danh sách ở đây, các bạn thấy tất cả cái gì thuộc về tường nó sẽ ra. Ví dụ cái loại 10, 30, 60 này gọi là gạch gạch ốp này các bạn. Thì gạch mốt 30, 60 nè, 10 là dày 10 phân đó các bạn, 10 ly chứ, rồi tường xanh rêu ha, rồi mặt đứng trần. Trần tôi cũng vẽ bằng tường, vách tường hoặc là đá hoa cương dày 20, hoặc là tường dày 90, 100, 200 gì đó vân vân. Thì như vậy thì ở đây mình rõ ràng là mình thấy cái ở đây mình tường, cái loại ốp vật liệu tường nó có hai loại thôi. 10 ly nè, loại 10 ly màu xanh rêu, ba loại chứ các bạn. Đó, 300, 600 là gạch ốp tường màu vàng ha, và 300, 600 màu mạ non, và 300, 600 gạch xanh rêu. Cái đây là quy cách nó, còn cái thickness là cái độ dày của nó nằm đây, ở vừa cái đầu tiên đấy các bạn. Rồi vậy thì bây giờ mình ở đây mình có cái màu vàng, mình làm từ trên xuống dưới nha các bạn nha. Rồi vào edit type này, rồi các bạn vào cái lớp cấu tạo vật liệu của nó, thì các bạn thấy ở đây là mình sẽ chọn cái vật liệu là 30 60 màu vàng là đúng của nó rồi. Chứ các bạn chỉ cần làm như vậy thôi, là các bạn chọn đúng cái thai của nó, là tất cả những cái gì về thuộc về thai. Vậy trong quá trình mình vẽ đó, trong quá trình mình vẽ thì cái nào nó thuộc về cái thai này là nó sẽ nằm, nó sẽ được thay đổi theo đúng theo cái định dạng vật liệu của nó. Đó các bạn, bấm ok. Vậy thì bây giờ đó, màu vàng. Rồi bây giờ mình lại đổi qua cái vật liệu mà làm thứ trên xuống ha, màu xanh mạ non. Mình vào edit type mình coi cái vật liệu của nó có đúng màu xanh mạ non không. Bạn thấy màu xanh mạ không? Bấm ok. Ok, rồi để kiểm tra nó có đúng hay không ở trong này á, thì mình sẽ vào ở đây các bạn, cứ vào cái family của nó,
Pavilion tại cái chỗ wall này, này basic wall này, các bạn nhìn thấy ở đây các cái vật liệu nó cũng cách hai nó nằm ở đây hết nè. Thì để biết nó đúng cái nào nó có được được gắn vật liệu hay không và cái nào nó không được gắn vật liệu thì các bạn cứ việc các bạn click vào đây và kích chuột phải các bạn delete thôi em. Nếu mà nó có vật liệu áp vào nó là nó sẽ không, ở đây mình sẽ có được 500 cái đối tượng ha mà sẽ bị delete, nhưng mà mình không xóa được nó đâu các bạn, bởi vì nó cảnh báo vậy là không xóa được tại nó được gắn vào vật liệu rồi. À, còn ví dụ cái này cái vật liệu thứ hai này các bạn cũng bấm delete coi nó gắn ha. Còn cái vật liệu thứ ba hồi nãy mình nói là màu xanh rêu này, thật ra là mình tạo nó thôi nhưng mà mình chưa có gắn vật liệu cho nó và cũng như chưa có cái đối tượng nào được gắn cái tên cái thai này cho nó hết, thành ra do đó các bạn nếu các bạn delete là nó sẽ mất đi đó, các bạn thấy không, nó mất đi luôn đó, các bạn thử reset coi, các bạn thử delete nó, thành ra do đó trong cái quá trình mình kiểm sau khi mà mình gắn gắn cái thai cho tất cả các cái đối tượng xong rồi thì để mà mình muốn xóa nó coi nó có hay không thì các bạn delete nó đó, nó có đối tượng trong đó là hoàn toàn nó không cho mình xóa đâu nha các bạn nha. Đó thì tương tự như vậy thì các bạn mình cũng sẽ làm đối với cái file link các bạn. Thì ở đây trước khi làm file link thì các bạn vào cái menu này nè, các bạn kiểm tra cái material của mình, cái các bạn gõ th thì các bạn thấy những cái nào mà cái th trong này á, là mình có cái tên của nó rồi thì như vậy là mình tạo vật liệu đúng. Còn có những cái mà nó không có cái th trong đó là khi mình tạo vật liệu sai thì các bạn có thể xóa nó đi để cho nó trống trải và mình làm nó không có bị nhầm lẫn. Ví dụ ở đây để mình coi, ở đây có một cái loại gạch màu cam này nè các bạn đó. Cái này á, là nó không có cái th này, thành ra do đó mình xóa đi để cho nó ở trong này nó gọn gàng ha, để mình khi mình kiểm soát thì nó dễ. Cái nào có th có nghĩa là cái vật liệu là mình đã xác định, các bạn apply, các bạn nhớ vào menu nha, các bạn vào material này ở ngoài này để kiểm soát nó dễ hơn và cắt xóa thêm gì nó dễ hơn. Các bạn đừng có vào trong edit file, các bạn làm á nó sẽ lộn xộn với cái vật liệu ở ở cái đối tượng mà mình đã gắn rồi á. Nhiều khi mình vô tình mình gắn rồi nhưng mà vô đây mình sửa đổi hay mình xóa bỏ đi thì nó sẽ bị đảo lộn đây. Rồi bây giờ qua mình qua cái file link các bạn, qua cái file link các bạn unlock nó, không quên này unlock nó. Thì việc đầu tiên open unlock là để làm cho nó đúng cái vật liệu của nó thì các bạn lại vào menu này, các bạn transfer project standard ha, các bạn transfer cái nào cái architect này, copy from the architect này qua, các bạn check none là các bạn muốn lấy cái vật liệu của cái file dự án đó, thì các bạn hiển thị nó lên đây. Rồi các bạn lấy muốn lấy cái gì à, material nhé các bạn, ok override luôn các bạn, có cái nào nó tại nó có rồi thì nó trùng lấy luôn, thành ra các bạn vào đây menu và là đây thì các bạn cũng kiểm tra gõ th thử xem những cái vật liệu là mình transfer là nó qua đây nha các bạn. Đó, coi có tên nào mà nó không có trong cái vật liệu mà nó không có nằm ở trong cái th của mình, có nghĩa là đây các bạn nhìn thấy không, có lát này màu xanh cam đây này cũng vậy nè, các bạn delete nó đi ha cho nó trống trải. Ok rồi tương tự như vậy mình sẽ về mặt bằng trệt, mình cũng vẽ một cái wall các bạn, tường architect, rồi mình cũng vẽ cái tường vậy nha. Rồi các bạn ra 3D bằng gõ tab bắt vào cái tường các bạn, thì bây giờ cái tường này nó đang là màu xanh mạ non ha, các bạn vào đây coi nó đúng cái màu xanh của mình không, tường gạch ốp này đó màu xanh nè ha, xanh bạn ok ok các bạn thoát ra ngoài là đúng màu xanh, các bạn lại vào tiếp quan chọn select all stone in project thì ở đây chỉ có một cái số tường mà ở đây chỉ có một bức tường, mình vẽ có một bức tường thôi các bạn.
Bởi vì trong cái này hình như là đa số là mình vẽ màu vàng thôi. Bây giờ mình sẽ đổi nó qua cái màu vàng. Màu vàng. Các bạn cũng select All Instant in Project. Thì các bạn nhìn thấy ở đây mình có 18 cái tường màu vàng, phải không? Được chọn ha. Rồi mình vô đây. Ở đây cái màu vàng cũng đúng luôn các bạn. 3600 màu vàng gạch ốp ha. Đó, cái vật liệu nó đúng là vàng, bấm ok. Rồi như vậy là xong. Còn cái mình qua cái màu xanh rêu này coi. Màu xanh rêu này nè. Đó, mình select on instant in project. Entire in project thì nó cũng có một cái world mode thôi, có nghĩa là nó đang không có cái được gắn vào cái vật liệu nào hết. Vậy thì mình vô vô cái family đây các bạn. Vô cái family, vô cái world này nè. Thì các bạn vào basic world thì rõ ràng ở đây cái màu xanh rêu này hiện tại nó không được gắn nha. Nó đang được gắn vô mà các bạn xóa thì coi, nó mới vừa được gắn vô cái đó, nó có được một cái đối tượng nó gắn vô đây. Các bạn giờ các bạn chuyển cái đối tượng này, tại vì cái màu xanh rêu trong cái công trình mình không có, mình chuyển qua màu màu xanh mạ non. Vậy thì mình có quyền mình xóa nó được rồi các bạn. Đó, màu xanh mạ non thì các bạn là đây các bạn delete nó coi, nó không cho xóa nha. Vậy là mình có đối tượng nằm trong đó, mình đã được gắn vào trong đó, gắn cái vật liệu vào trong đó. Cái thai này là đã được gắn đối tượng vào rồi ha. Rồi ok, như vậy là mình có thể là mình xóa được rồi. Sau khi các bạn đã kiểm tra tất cả các đối tượng đã được gắn đúng cái họ của nó, gọi là cái thai, và cũng như gắn đúng cái vật liệu của nó rồi, thì bước kế tiếp mình sẽ là mình gắn thông tin nha các bạn. Thông tin về giá cả nè, thông tin về đối tượng để sau này mà mình gọi nó ra, mình làm cái thống kê mình gọi ra, và thông tin về nhà sản xuất, nhà cung cấp gì vân vân. Thì bây giờ để làm được điều đó, việc đầu tiên là chúng ta phải vào cái keynote test. Cái keynote test mà đây, keynote test của cái file đó nghe các bạn, thì mình coi keynote test cái phần tường có phải là T không các bạn, TU tôi gọi đây. T1, T2, tường 100, tường 90 thì gì đó, màu xanh, màu non, màu vàng. Thì ở bên kia cái vật liệu như thế nào, thì ở bên này chúng ta tạo cái keynote test y như vậy các bạn. Bởi vì mình xài keynote mà, chứ mình không có xài xài mắt. Thành ra do đó mình sẽ tạo đây sẵn nè, mình kiểm tra nếu đúng các cái thông tin rồi á, thì bắt đầu mình ok, mình đã bắt đầu mình mới trở về cái file của mình. Bây giờ mình đang đứng bên cái file này, gọi là cái file phải link nha các bạn. Mà việc đầu tiên á, là trước khi mình kiểm tra xong thì mình vào đây mình reload nó một cái. Các bạn vào annotate nè, để các bạn ngay chỗ keynote nè, các bạn keynote setting các bạn reload nó một cái nha. Nhiều khi mình thay đổi bên kia mà mình không cập nhật nó thì về đây là nó không hiểu. Các bạn ok cái rồi xong, bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình trở lại, mình lại tiếp tục vào cái tường mình nói vẽ từ nãy, bấm vào đây thì mình biết chắc chắn ở đây là màu xanh mạ non, phải không các bạn? Màu xanh mạ non. Rồi mình vào đây thì hồi nãy mình chỉ gắn cái vật liệu của nó thôi. Bây giờ mình vào cái lớp edit data này, này ha. Mấy cái thông tin này không cần thiết, nhưng mà ở đây mình có cái thông tin nhà sản xuất, nhà cung cấp nha. Ở đây giá cả ha, giá cả thì mình không gõ chấm phẩy vậy ha, tôi cho là 300.000 đồng mét đi. Mà cái keynote này á, các bạn quan tâm nhất là cái keynote này, các bạn vào đây, các bạn vào cái lớp TU là tường này, thì có phải là cái tường của mình là cái gạch ốp 300% màu xanh mạ non không các bạn? Màu xanh mạ non à. Các bạn đó, nó là T4 nha các bạn nha. Các bạn muốn coi nó có đúng ngôi rồi thì các bạn về cái lớp Redfish này này, đó nó là T4, các bạn bấm apply và các bạn bấm ok luôn. Rồi như vậy là cái màu xanh mạ non này nó đã được gắn cái thông tin cho nó rồi. Bây giờ mình đổi qua, tại vì mình có hai cái loại vật liệu thôi, là cái màu vàng. Bây giờ mình lại vào cái màu vàng. Đây là màu vàng nha, đây màu vàng, đúng là màu vàng luôn các bạn. Và vào và identity nè, cái tên này thì mình không cần phải nói, ở đây mình cũng nói là tính phát luôn. Cái màu vàng thì mình cho nó có chênh lệch giá 350 đi các bạn.
350 thôi không. Giờ mình coi nó cái tay máy nè, các bạn vào keynote đây nè, bỏ móng vào đây. Và là khi nó test hồi nãy thì các bạn thấy màu vàng không? Đó, T5 ha. Ok. Hồi nãy cái kia màu xanh thì T4. Còn là màu vàng T5 ha. Mày thấy không? Đây đó. Thành ra các bạn phải cẩn thận cái chỗ keynote này, các bạn mới làm thống kê được nha. Rồi các bạn bấm apply nó cái. Ok. Ok. Như vậy thì trong này, tại vì mình ở đây có hai cái loại vật liệu thôi, hai loại gạch thôi. Có nhiều trường hợp những con dự án lớn thì mình làm rất nhiều cái loại gạch, những nhiều cái thai này, thành ra do đó mình sẽ lại gán rất là nhiều loại, ví dụ như có 300, 600 hay là 400, 800 gì vân vân. Nhưng mà ở đây mình thì có hai loại thì mình làm hai loại trước ha, mình làm thống kê hai loại thôi. Rồi, như vậy là mình được gán thông tin rồi mà mình cũng được gán vật liệu rồi, mình delete nó đi là được rồi. Đó, bây giờ mình đóng các cái này lại, mình trở về cái dự án chính của mình nha các bạn. Bạn bấm xem cái nha. Rồi mình clone nó các bạn. Rồi mình trở về đây mình reload năng cái. Rồi tương tự như file link thì bây giờ bên file, cái file architect đây mình cũng vào lớp annotate, mình vào keynote, mình reload năng cái. Cái dự án mình bây giờ mình làm càng nhiều cái thành phần, nhiều cái chi tiết vô trong đó rồi, thành ra do đó nó các bạn phải cẩn thận sao thường xuyên để không mình sẽ bị mất file các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gõ tab để mình chọn vô cái file này. Ở đây các bạn thấy là 300 màu vàng đúng rồi ha, ở đây vật liệu mình cũng đúng luôn đó. Bây giờ mình sẽ vào đây. Đó, ở đây mình chưa có thông tin gì hết nè, các bạn gõ vào tính phát giống như bên kia, các bạn phải giống. Rồi giá là ba, hình như là cái màu xanh rêu, màu vàng là 350. Rồi cái mắt này mình không cần, bỏ nó đi, mình đâu có đặt mát đâu mình tìm. Thành ra cái màu vàng này là 350. Ok. Ok. Ok luôn. Rồi bây giờ mình qua cái màu xanh. Màu xanh mà non. Ok. Ok. Rồi các bạn thấy ở đây là hồi nãy mình lưu bên kia qua đây nó nhớ nè các bạn ha. Nè, nhưng mà cái này là cái keynote test này nó sai nè, tính phát 300 nè, keynote test này nó sai. Các bạn vào TU. Đây. Thì màu xanh đây, T4 nha các bạn. Hồi nãy cái màu vàng là T5, giờ này là T4 à. T5 thì 350, T4 300, cho khác biệt một chút các bạn. Rồi như vậy là mình có quyền là mình xóa cái tường mà mình tạo mẫu ra để mình làm việc ha. À, như vậy là quá trình mình gán vật liệu cũng như gán thông tin đến đây là xong. Bây giờ mình chỉ bắt đầu mình đã làm cái phần thống kê đây các bạn. Đó, mọi cái là đã sẵn sàng hết rồi, giờ gọi làm cái thống kê ra thôi. Thì tương tự như vậy chúng ta cũng áp vật liệu cho đối tượng và cũng như áp thông tin cho đối tượng. Thì nãy giờ tôi cũng bỏ qua một chút cái thao tác đó, bởi vì nó còn một số vật liệu như là
đá hoa cương ốp tường hay là gạch ốp tường khác ha các bạn. Thì bây giờ để mình biết vậy thôi. Nhưng mà cái chủ yếu mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là mình làm cái công tác thống kê mình phải chú ý ba cái điểm. Thứ nhất đó là cái thai của nó, các bạn phải gắn vật gắn đối tượng cho nó đúng thai, cho nó đúng cái trình tự của nó, và từ file link cho tới file file group rồi nó phải thống nhất với nhau về các cái thai đó ha. Đối tượng nó cùng họ cùng thai đàng hoàng. Thứ hai là chúng ta phải làm cho nó đúng cái gắn cho nó đúng cái vật liệu. Vật liệu thì các bạn vào trong edit này nè, thì cái vật liệu nào, cái đối tượng nào, cái vật liệu nào thì nó phải đúng, nó trùng khớp từ cái bên file link cũng như file group hết. Bằng cách là chúng ta nếu mà nó không đồng nhất thì chúng ta sẽ dùng cái transfer đây các bạn, tại vì mình không có mở file thì nó không hiển thị ra manage transfer này. Các bạn transfer, các bạn chuyển chuyển file qua lại, chuyển cái vật liệu qua lại để cho nó đi đến cái sự đồng nhất với nhau. Rồi cuối cùng nữa là cái thống cái material đó, rồi cuối cùng là tới cái gọi là cái keynote nè, tại vì phải mình phải gắn cái keynote cho nó, cái ký hiệu cho nó vô thì mình mới 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 gọi nó ra được các bạn. Ví dụ keynote thì nó nằm ở trong cái lớp vật liệu nha, identity data thì nó nằm ở bên cái vật liệu rồi đó. Thì keynote này đó các bạn, keynote này thì trước mình cũng cũng hướng dẫn các bạn tạo rồi ha, là do đó mình cứ mình sẽ tìm nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thống kê nha các bạn. Thì các bạn vào lớp Annotate, vào lớp View chứ. Thì ở đây mình có Schedule, thì mình muốn thống kê cái vật liệu ha các bạn. Thì đây, để số lượng nằm đây, bấm Material Take Up. Thì các bạn muốn thống kê cái gì ạ? Thống kê cái mình gọi là cái wall, là cái tường. Thì như vậy những gì, cái gì liên quan về cái tường, vữa tô, gạch xây, gạch ốp, rồi sơn nước, rồi đá hoa cương, đốt thang máy gì vân vân, thuộc về tường là nó sẽ hiển thị ra đây các bạn, kể cả luôn bê tông tường nó cũng sẽ hiển thị ra đây nha các bạn nha. Bấm OK. Đó, rồi bây giờ thành các thành phần mà chúng ta muốn gọi ra, thứ nhất là mình gọi là cái thai đó các bạn, cái thai của nó, cái thai, cái loại nó, cái loại, cái họ của nó. Thứ hai nữa là material name. Material name, cái này là cái vật liệu, tên vật liệu ha, để mình còn mình gọt gọi cho nó dễ. Thứ ba nữa là material keynote, đó là ký hiệu để những cái để mình có thể mình gọi mình lọc nó ra các bạn. Thứ tư là nhà sản xuất material manufacturer, manufacturer. Rồi và thứ năm nữa là cái area các bạn, area là trên cùng diện tích nha, móc khối lượng là mình diện tính diện tích chứ. Rồi thứ sáu nó là material cost. Các bạn lưu ý nha, ở đây nó có cost nha các bạn, và material cost đây ha. Material cost đây à, thành ra do đó cái này mình phải lấy cái material real cost để mình lấy cái vật liệu, cái giá vật liệu hồi nãy mình áp trong đó. Chứ nếu các bạn lấy cost không thì nó sẽ có lấy cái giá bên ngoài cái edit đó. Rồi các bạn sẽ lấy material cost. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái tổng để chúng ta lấy cái diện tích nhân cái đơn giá trở ra thành tiền. Các bạn vào đây nhé, bấm vào đây bằng gõ total, rồi các bạn để comment luôn. Rồi các bạn đây mình muốn tính diện tích thì các bạn bật area lên để bạn nào lấy đây để đọc công thức area, bấm dấu sao nhân, sao là nhân đó các bạn. Material cost ok. OK là chắc chắn là sau này là cái đơn cái này nó sẽ lấy area này, code này nó nhân ra thành tiền. Rồi ở tại cái bảng view này như vậy là xong, nhưng mà chúng ta phải click thêm element in link, có nghĩa các bạn phải tích vào đây thì những cái đối tượng là cái đối tượng nằm ở các cái file khác như file link, file group nó sẽ được tính tổng hợp vào đây luôn. Các bạn bấm OK thử nghe các bạn nha. Rồi thì cái thống kê mới của chúng ta là nằm đây các bạn, đây material take up này, world. Thì các bạn nhìn thấy thì khi mà mình gọi tổng hợp như vậy á, thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ ra hết tất cả mọi cái.
Đây các bạn, cái gì mà liên quan tới cái tường thì các bạn nhìn thấy nó sẽ hiển thị ra đây hết nha. Gỗ tô gạch xây này ha. Gỗ tô gạch xây, gạch ốp. Gạch ốp, gạch gì đó vân vân thì nó được hiển thị ra đây hoàn toàn hết. Đó. Nó hiển thị ra đây hoàn toàn hết thì như vậy là chúng ta sẽ làm sao các bạn? Chúng ta sẽ phải lọc nó ra. Những cái gì cần thì giữ, mà chứ này không cần chúng ta sẽ tắt nó đi nha các bạn. Thì bây giờ cái lớp đầu tiên là cái lớp fill là chúng ta đã làm rồi nè. Bây giờ chúng ta tới cái lớp filter. Thì ở đây mình sẽ filter là cái gì, filter cái gì các bạn? Đây mọi cái mình có thể filter hết nha. Menu gì, cái gì mà nó hiển thị trong này mình filter được hết. Thành ra do đó bây giờ tôi muốn filter là filter cái name. Cái name material nơi các bạn rõ ràng thấy khi mình làm đặt name mình rất là chỉnh chu, mình tách rời ra loại vật liệu gì ha, riêng riêng nó ra rồi mình lấy name. Thì bây giờ ở đây tôi muốn những cái mà nó không không cần hiển thị, tôi note icon nó để cho nó tắt đi nha. Thì ở đây tôi nói thứ nhất là cái just symbol wall ball này là tôi vẽ trần, tôi lấy cái wall này tôi vẽ là thành ra tôi tắt cái này đi. Cái tiếp đó là tôi sẽ cũng material nhưng mà tôi cũng note icon luôn, does not equal, thành ra tôi đó tắt cái gạch xây, tôi lấy gạch ốp tường với lại đá hoa cương thôi mà. Tôi muốn tính cái vật liệu ốp 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 tường thôi chứ còn gạch rồi này kia tôi không tính, thành ra tôi tắt nó đi luôn. Và cái thứ ba nữa là tôi cũng tiếp material name nha các bạn, not equal, does not equal. Cuối cùng là ở đây là cái vữa tô ha. Vữa tô đâu có móc nó ra đây làm gì, nó cũng hiển thị ra luôn. Như vậy tạm thời là giờ đi mình bấm ok một cái. Đó, các bạn thấy những cái như các bạn nhìn ở đây cái cột này nè, material name à. Mình đang lọc cái cột này ha. Thì các bạn nhìn thấy là gạch ốp là đá hoa cương, những cái mà mình cần thì nó đang nằm đây đó, hoặc khi nó là T5, thành ra các bạn đặt cho nó rất khỏi cần phải cái sự chỉnh chu và chính xác về cái khi nó cũng vậy. Đây đá hoa cương ha, màu vàng T5, nhưng mà tại sao ở đây cái bê tông vách này nó vẫn còn nằm đây các bạn? À, bê tông vách này nó vẫn còn nằm ở đây mà nó không hiển thị ở đây cho mình chọn, thành ra nó có nhiều cái như là vữa tô ngoài này cũng còn nè các bạn ha. Đó. Rồi xong rồi gạch ốp 300 300, cái này thì được rồi nè, cái vữa tô ngoài, nói chung là cái vữa tô ngoài với lại cái đá hoa cương là nó vách, cái bê tông vách là nó còn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tắt nó nha các bạn, mình tiếp tục mình tắt nó. Đây các bạn thì thấy ha, bê tông lê phai gì đấy ha. Bây giờ mình load lại cái lớp filter đây các bạn. Thì bây giờ lúc đó mình hồi nãy giờ mình material name thôi, bây giờ mình thấy ở đây á, có một cái mà mình có thể mình tắt nó dễ dàng là thứ nhất là cái bê tông của nó là cái giá của nó, cái cost này, mình thêm cost nó này, và coi như cái vữa tô ngoài có này thấy cost là 0.00 mà cái này 1.400, coi như 1.400.000 á, thì mình sẽ tắt bằng cái cost này thử coi nha. Rồi lúc đó thì mình sẽ bật ở đây các bạn material cost nha, mà tôi nó cũng not equal, does not equal. Thì đây các bạn thấy nó có chấm không 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 à, đây. Rồi tiếp tục thì mình mới lại cũng material cost luôn các bạn, does not equal. Nhưng mà ở đây các bạn nhìn thấy ở đây cái 1.400.000 này, cái chỗ mà cái bê tông này các bạn, một cái chỗ bê tông này mình không thấy 1.400.000 thì mình có quyền mình gõ vô đây nghe các bạn, gõ là 1.400.000 các bạn, 0.7 gì nha, 0.00 à, các bạn bấm ok các bạn. Đó các bạn thấy không, nó mất hết như vậy các bạn nhìn thấy. Muốn biết nó mất hay không, các bạn nhìn thấy ngay cái chụp mà khi nốt đây nè, các bạn nhìn thấy T4 nè, cái gạch này T6 nè, T5 nè ha, các bạn nhìn đây những cái khác linh tinh là nó hoàn toàn nó được tắt hết rồi các bạn, được tắt hết rồi, nó rất là gọn gàng. Như vậy là cái việc là mình lọc lựa nó là xong. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tới phần là mình sắp xếp nha các bạn. Mình sắp xếp là gọi sắp xếp thì mình gọi là sorting and grouping. Rồi vào đây thì sắp xếp là cái gì bạn, lúc đó mình sắp xếp bằng cái type của nó, cái type của nó à, type của nó thì nó có cái tên cái họ của nó, type của nó. Tôi bật cái header lên nè, cái tiêu đề của nó ha, cái footer là cái dưới luôn để tổng hợp đó. Rồi tôi tắt cái blank line này đi nha các bạn nha. Các bạn đừng có khi chắc nhẹ là nó sẽ có một cái khoảng trống ở giữa. Rồi tôi bật grand total luôn các bạn, để tôi lấy tổng hợp ở cái hàng cuối cùng. Các bạn bấm ok đèn cái apply các bạn.
Đó, bây giờ các bạn thấy là nó được sắp xếp rất là gọn gàng này, các bạn nhìn. Đó. Ở đây cái shopping này. Tắt cái này đi nha các bạn nha. Đó, tắt cái phần trống ở bên trên đi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là ví dụ như cái T5 đây ha, nó được gom lại, nó gom lại trình trật tự theo cái thứ tự của nó, tất cả được đều nằm ấy T5 hết ha, xong rồi tới T4. Như vậy là cái tường T5 nó được là 297 cái tường T5 ha. Rồi cái thai của nó là tường 10 30 60 màu vàng là 297. Bắt đầu tới cái thai của nó là tường 10 360 màu xanh màu non, thì ở dưới này nè nó cũng tổng hợp cho mình là bao nhiêu ha, bao nhiêu cái. Rồi ở đây mình thành ra mình ở đây mình có ba cái loại gạch lửa ốp tường nữa, là nó chỉ hiện lại ba cái. Còn nếu các bạn làm nhiều thứ thì nó sẽ hiển thị ra ha. Và cuối cùng nó tổng cộng cho mình là 319 cái nút vách ha. 319 nút vách. Bây giờ mình sẽ làm tới cái bước là mình coi cái tổng cái diện tích này là bao nhiêu tiền, rồi nhân cái đơn giá là bao nhiêu, thành là bao nhiêu, tổng hợp cái diện cái công trình này, cái gạch ốp tường này nó sẽ ra bao nhiêu tiền. Rồi bắt đầu đó mình vô phòng marketing các bạn. Thì phòng marketing ở đây mình có quyền mình đổi nha, các bạn đổi tên ở đây hết gọi là chủng loại. Rồi chủng loại thì bây giờ mình cái này là test thôi, này mình test thôi, này mình thành cho nó ngang ngang trái nha bạn, trái left. Cái này thì mình cho nó cái cột á, thì mình cho nó ngang trái. Còn cái dòng ngang thì mình cho nó ngay giữa các bạn. Rồi ở đây các bạn để nguyên nha. Rồi qua nào tới material name thì các bạn ghi chú là vật liệu, chọn sửa tên nó là vật liệu. Rồi ở đây thì cái phương ngang tôi cũng để là center, còn phương dọc thì tôi cho nó phương đứng á, tôi cho nó bên left các bạn, left nó ký tự mà. Rồi khi nó test này tương tự cũng vậy, từ giờ là ký hiệu. Rồi phương đứng, phương ngang này center, phương đứng left. Rồi thì các bạn cái đây mấy cái này là các bạn để nguyên vậy nha. Manufacturer cũng vậy, nhà sản xuất. Rồi các bạn vẫn để nó center và phương đứng, để nó left. Rồi cái này cũng như vậy. Cái tới cái đây các bạn, tới cái area này các bạn, area này là diện tích. Rồi diện tích thì cái phương ngang này tôi cũng cho nó là center, phương đứng nó là số mà tôi thấy cho nó là bên phải các bạn. Right, cái này vẫn giữ nguyên các bạn. Tới cost, cost là đơn giá, thì tôi cũng cho cái phương này, phương ngang là tôi cho center, phương đứng là tôi cho là bên right. Rồi cũng đương nguyên. Nhưng mà tới cuối cùng là cái tơ tan cái nè, các bạn cần lưu ý ở đây là công thức tính toán. Các bạn có thấy ở đây nó hiển thị là no calculator nha các bạn. Các bạn bật calculator lên. Và ở đây á, cái diện tích và cái đơn giá thành tiền là số, thành ra do đó mình cần phải định dạng số cho nó. Các bạn bắt đầu vào area, các bạn bấm fill format, các bạn tắt cái này đi nha. Thì cái diện tích á, thì mình cần lấy mấy số thập phân các bạn, hai số thập phân cm mm nha, hai số thập phân. Rồi xong rồi cái này thì mét vuông thì đúng rồi đó các bạn, diện tích thì phải là mét vuông. Các bạn tích hai cái này để nó phân số thập phân ra. Tương tự như vậy tới cái cost, cái cost ở đây thì các bạn cũng tắt cái này đi. Cái cost thì mình không cần số thập phân nha các bạn, không cần số thập phân, các bạn tích ra đây, tích ra đây một cái. Ok, rồi tới total, total cũng vậy nha, các bạn không cần, tích vào đây và tích vào đây, các bạn bấm ok. Các bạn nhớ total là phải bật calculator nha các bạn, calculate total lên nha, bấm ok. Đó
Như vậy thì các bạn thấy ở đây là khi mà mình làm ở đây mình định dạng luôn ở tại trong ấy, nhưng mà tới cái keynote này thì keynote này mình phải chọn ở đây các bạn. Các bạn có quyền định dạng bên này luôn nha, theo phương đứng cho nó center. Center đó, các bạn nhìn thấy không, là như vậy thì nó ngoái. Rồi bây giờ các bạn nhìn xem lại một lần nữa nha, thì ở đây nó có total cho mình nè bạn, do các bạn để đặt cái grand total đó. Đó. Ví dụ như ở đây nè, 297 đối tượng nè, rồi 500 mấy triệu này, số tiền đây ha các bạn. Đó. Đó, rồi ở đây là 319 đối tượng ha. Bây giờ chúng ta còn một cái lớp cuối cùng nữa là cái lớp hiển thị xuất hiện ra ha. Cái bảng định dạng này nè, các bạn chỉ chọn tới đây thin line đây thôi. Blank row, bureau data, các bạn tắt cái này đi và cái này để nguyên vậy, như vậy là xong. Như vậy thì cái thống kê của chúng ta nó đã được xong các bạn, mặc dù mình đã format nó rồi á, nhưng mà ở đây nó cũng chưa có được chỉnh chu lắm ha. Bây giờ mình ở đây mình ra ngoài này mình chỉnh cũng được nè các bạn. Các bạn cái hồ thị dân tôn, các bạn lép đó, cái chủng loại này các bạn cho nó ngay giữa đi đó. Vật liệu này cũng vậy, các bạn hồ thị dân tôn, các bạn cho lép mà cái này thì cho ngay giữa, rồi cái này thì mình cho ngay giữa rồi, enter. Còn cái này mình cũng cho ngay giữa luôn các bạn cho nó đẹp. Giờ diện tích thì là bên tay trái ha, bên left ở bên right chứ, right, và cái tiêu đề mình phải cho nó nằm ở bên giữa. Và đơn giá cũng vậy các bạn, total này cũng vậy, các bạn nhìn right right ha, còn ở đây ngay giữa đây. Rồi thì các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta đã có một cái thống kê gọi là cũng tương đối đầy đủ, là ví dụ cái gạch ốp vàng màu vàng này, cái loại tường vật liệu có tạo nó đây màu vàng, đây thì ký hiệu nó là T5. Mình quên nữa, mình có thể mình chọn đây vô mình canh cái là cái khoảng trống cho nó tương đối các bạn, cho nó nhỏ lại bớt cho nó gọn gàng. Ví dụ đây mình cho 50, nó cũng giống như Word thôi các bạn, và để cho là 45. Đó, cái cột này mình cũng cho 45 luôn. Rồi cái này cột này mình cho 20, ok, cột này cũng vậy các bạn, 20 thôi. Sau khi mà mình đã chỉnh chu rồi thì tôi còn thấy một mình thiếu một vấn đề các bạn, mà đây để các bạn lưu ý luôn là ví dụ như ở cái cột ở rear đây các bạn, ở rear này cái cột diện tích này, cái cột diện tích này giờ tôi muốn muốn tổng hợp cái total cái cột diện tích này thì như thế nào đây, thì tại sao ví dụ như ở bay ở bên cái mấy cái bê tông vách hay là cửa cửa đi đi chẳng hạn, thì ở đây mình total được cái diện tích đó, các bạn nhìn thấy không, ở đây nè total được bao nhiêu diện tích, tổng diện tích là bao nhiêu, cái đó là đúng. Bởi vì khi mình làm một cái mình mới biết cái tầng trệt này là bao nhiêu diện tích cửa, chứ không lẽ mình đi mình đếm, thành ra so đó cái đó là khô là thống kê số lượng, còn ở đây cái thống kê vật liệu của chúng ta thì nó còn sai sót một chỗ như hồi nãy tôi nói á, là bây giờ mình total ngay chỗ này không được. Bởi vì sao ạ? Tại vì mình ở đây mình thống kê vật liệu mà ở đây giống như tôi nói là cái code cũng vậy, thì các bạn phải lấy MTTP code, nhưng mà cái array này mình lại lấy array không đây các bạn, thành ra do đó mình sẽ bị cái chỗ này này vấn đề, chỗ này nó không tính ra được cái total. Bây giờ các bạn nhìn thấy nếu mà đặt cái total ở đây, array ở đây á, mà mình không bật được calculator lên thì hoàn toàn mình không tính. Ví dụ như ở bên cái phần cái cửa đi này, nhưng mà các bạn lại bật được cái calculator lên thì các bạn nha, các bạn là bấm vô array ở đây thì nó sẽ bật sáng cái calculator total lên, thì lúc đó nó mới tính được.
đó, cái nào mà nó bật sáng lên thì mới tính, còn không là hoàn toàn nó không tính được. Thành ra mình ở đây mình đang bị một lỗi, gọi là một lỗi mình đưa cái, mình gọi cái đối tượng sai nha các bạn nha. Cái area này nè các bạn, cho nó đi về đi, trả nó về, trả nó về đi các bạn, trả nó về rồi. Nhưng mà mình sẽ phải lấy cái area main, cái material area nha các bạn nha. Các bạn đưa nó qua rồi các bạn di chuyển nó lên. Nó hồi nãy nó nằm đó, nó nằm ở vị trí area cost, rồi các bạn bấm ok cái coi. À, bây giờ mình canh lề nó làm một chút thôi. Nó là bên phải các bạn. Right. Thì ở đây mình sẽ sửa format nó một chút, mình sửa nó lại là diện tích. Rồi. Nhưng mà cái này mình sẽ bật calculator lên nha các bạn nha. Calculator lên. View format nó, mình format nó lại. Đó. À, mình lấy 2 decimal nha các bạn. Ok, mét vuông mà. Đó là cái cost này, cái cost này thì không cần phải tính, rồi mình cũng may bật nó lên, rồi định dạng lên, rồi cái total, rồi bấm ok. Thì tại sao cái total này nó không có các bạn? Lại thêm một vấn đề nữa các bạn, mình thấy không? Bây giờ cái total nó lại mất tiêu. Bởi vì sao ạ? Hồi nãy cái diện tích là cái diện tích thường nhân cho đơn giá, mà bây giờ cái total này nó đâu có hiểu đâu. Mình xóa mất cái diện tích thường mà mình đưa vô cái material area, thành ra do đó mình phải vô trong cái lớp fill này nè, mình sửa nó lại các bạn. Cái total này nè. À, mình edit nó thử xem. Công thức ở đây nè, chỗ này là mình sai nha, mình phải lấy cái area này nè, mình nhân cho nó đó. Các bạn nhìn thấy không, rõ ràng một cái sai mà sai đáng kể, chứ không phải mình, thành ra mình hoàn toàn mình tính không ra, nó không tính không ra cho mình nha các bạn. Và muốn ok coi thử có được không đó. À, các bạn nhìn thấy không? Ừ. Đó. Ở đó, lúc đó từ đây là mình sẽ có được cái diện tích ở đây đó, các bạn nhìn thấy không? Như vậy là chỉ cần một cái sai suất nhỏ rồi cái việc gọi cái đối tượng ra thôi là chúng ta sẽ bị là mất phương hướng liền, bị rối nếu chúng ta không biết cách. Thì đây là các bạn nhớ vật liệu nha, thống kê vật liệu các bạn phải có cái material này ha, chứ các bạn đừng có lấy cái đơn độc của nó sẽ không có tính ra được đâu nha các bạn nha. Rồi bây giờ sẵn việc mình làm bên cái lát sàn cũng vậy, tôi thấy ở đây mình cũng bị một cái lỗi, ở đây mình không có total nó được đây các bạn. Đó, mình vô fill. Đó, mình trả trở lại cái area này, trả trở lại nó đi. Mình lấy material area, các bạn vô đây, load nó qua. Các bạn đưa nó lên nha. Rồi cái total này các bạn cũng sửa nó lại, edit nó một cái. Rồi các bạn lấy material area. Ok, bạn nhân cho nó, material cost thì nó sẽ ra bằng tiền nha các bạn. Bấm ok. Đó, nó total lại cho mình liền thấy không? Các bạn lại cho nó center. Right chứ. Right số là nó right. Còn chữ thì center. Đó là ra, giờ chúng ta vô cái formatting này nè. Chúng ta vào cái ở video này, chúng ta bật cái nó compilator lên nha. Rồi view format ở đây 2 decimal, check đây, check đây, ok. Rồi đây cost, cost thì chúng ta cũng đã làm rồi ha. Rồi đây total chúng ta cũng đã làm rồi, ok, bảo đảm là đúng rồi. Nhìn thấy không, nó gọn gàng sạch sẽ, chỉ cần sai suất thôi. Rồi đó, mình ngồi đây mình biết là bao nhiêu mét vuông, với hơi đâu đó mình ngồi mình cộng bao nhiêu mét vuông vô. Mình đã làm tới mức này mà đi ngồi cộng tay thôi rồi.
Rồi các bạn thống kê hôm nay đến đây là xong rồi, mình video kết thúc tại đây thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé, hy vọng là các bạn làm được. Chúc các bạn thành công trên xây dựng. Xin chào tạm biệt các bạn.